Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Academy Thì ngày hôm nay mình sẽ học tới cái bài tập tiếp theo Đó là một cái hàng công cụ, nhóm công cụ tạo vùng chọn tự động luôn Thì nó có tên là With Selection Tool và Magic One Tool Và ở đây á, trong bản 2020 và 2021 á, nó sẽ có thêm hàng Object Selection Tool nữa Nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn thằng này Mình chỉ tập trung vào hàng With Selection Tool và hàng Magic Wand Tool thôi Rồi đối với hàng With Selection Tool á là nó sẽ chọn những cái vùng chọn mà có cái thông số màu gần giống như nhau. Đó, bằng cách là các bạn click chuột hoặc là các bạn rê chuột để chọn. Rồi, trong vấn đề các bạn rê mà nó chọn qua thêm cái vùng khác á thì các bạn có thể là giữ Altet nó sẽ chuyển qua cái chế độ trừ là nó sẽ thu hẹp cái vùng chọn lại cho mình. Đó, các bạn chọn lại. Đó nó sẽ thu lại cho các bạn nè. Đó, ngoài ra các bạn thả ra thì nó chuyển thành cái tính năng cộng. Và nó sẽ mở rộng tiếp cái vùng chọn của mình Trong cái vấn đề mà mình muốn rê chuột tiếp theo ha Đó Rồi Tiếp theo đối với cái hàng Magic One Tool Thì nó tạo vùng chọn nhanh hơn Nhưng mà ở đây nó sẽ chọn theo cái vùng mà uh, Cái độ highlight ánh sáng màu Nó gần giống như nhau nhất Chứ nó không có chọn hết ha đó nó sẽ chỉ chọn những cái mảng màu nhỏ à nó gần giống nhau thôi chứ nó không có chọn tổng quan giống như là thằng quick selection tool ha thì tùy thuộc vào hai cái thằng này nó sẽ có nhiều cái tính năng hoặc là nhiều cái tùy chọn để mình thao tác theo cái ý muốn của mình rồi xin chào các bạn